Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá xe con tay Yamaha Exciter 2021 mới nhất trong tháng 8 năm 2021 giảm cả triệu đồng là đã lý. Giá bán của dòng vua con tay Yamaha Exciter 105/2021 hiện đang ở mức giảm hầu khắp các lý phân phối. Có nơi cái mẫu xe này đang bán ra với mức giá thấp hơn mức giá đề xuất khoảng 1 triệu đồng. Bước sang tháng 8 năm 2021, thị trường tiêu thụ xe máy lớn nhất như Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi cái tình hình dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo phòng dịch Covid-19, các Yamaha Store ở Hà Nội hiện đều đang tạm ngừng phục vụ trực tiếp tại lý. Liên hệ với một Yamaha Store ở Hà Nội thì chúng ta có thấy việc bán hàng, tư vấn, chính sách được triển khai qua một hệ thống trực tuyến. Theo thông tin từ các Yamaha Store thì mức giá bán ra hiện nay của cái chiếc Exciter 105/2021 vẫn được giữ nguyên so với mức giá đề xuất, tức là dao động từ 47 đến 50 triệu 500 đồng tùy theo từng bản. Khách hàng mua những mẫu Exciter 105V3/2021 của các Yamaha Style ở đây còn được hưởng nhiều cái chính sách khuyến mãi hấp dẫn. Theo đấy, người mua ở được đại lý tặng một cái bảo hiểm và cái thẻ trị giá khoảng 500 ngàn đồng. Trong khi đó, một số lý Yamaha tại một vài tỉnh lẻ thì giá bán ra của chiếc Yamaha Exciter 105/2021 thậm chí còn giảm với mức giá đề xuất. Trao đổi chúng tôi, Yamaha Tú Tiếp ở tỉnh là Bắc Giang cho biết giá của chiếc Exciter 105/2021 mà lý này đang bán ra thị trường mức giá thấp hơn mức giá đề xuất 1 triệu đồng. Số lượng sản phẩm được bán ra cũng là khá chậm. Để giúp các bạn xem clip có nhiều thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá của Yamaha Exciter 105V3/2021 mới nhất trong tháng 8 năm 2021 như sau. Cái chiếc Yamaha Exciter 105V3 phiên bản CB 2021 mức giá bán đề xuất là 50 triệu 500 đồng. Giá bán đại lý dao động là từ 49 triệu 500 đồng đến 50 triệu 300 đồng. Exciter 105V3 cái bản tiêu chuẩn 2021 với mức giá bán đề xuất là 47 triệu đồng. Giá bán này lấy dao động là từ 46 đến 46 triệu 800 ngàn đồng. Yamaha Exciter 105V3 phiên bản giới hạn 2021 mức giá bán đề xuất là 50 triệu 500 ngàn đồng. Giá bán này lấy dao động là từ 49 triệu 500 ngàn đồng đến 50 triệu 500 ngàn đồng. Exciter 105V3 cái bản cao cấp 2021 mức giá bán đề xuất là 50 triệu đồng, giá bán là lý dao động là từ 49 đến 49 triệu 300 ngàn đồng. Cái chiếc Exciter 150 bản Monster Energy 2020 mức giá bán đề xuất là 49 triệu đồng, giá bán là lý dao động là từ 47 đến 48 triệu đồng. Yamaha Exciter 150 cái bản giới hạn 2020 mức giá bán đề xuất là 48 triệu đồng, giá bán lý dao động là từ 47 đến 47 triệu 400 ngàn đồng. Exciter 150 cái bản CB 2020 mức giá bán đề xuất là 47 triệu 500 ngàn đồng, giá bán lý dao động là từ 46 triệu 500 ngàn đồng đến 47 triệu đồng. Exciter 150 cái bản RC 2020 mức giá bán đề xuất là 47 triệu đồng, giá bán thực tế dao động là từ 46 đến 46 triệu 500 ngàn đồng. Lưu ý, giá xe thực tế còn tùy từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.